What goes around comes around. Cho đi rồi sẽ nhận về. When I was working as a disc jockey in Columbus, Ohio, I used to stop at a local hospital on my way home. I would walk into different people's rooms and read scripture to them or talk to them. It was a way of forgetting about my problems and being thankful to God. It made a difference in the lives of those I visited. One time, it literally saved my life. Khi đang làm công việc giới thiệu các ca khúc trên đài phát thanh ở Columbus, Ohio, tôi thường hay ghé vào một bệnh viện địa phương trên đường về nhà. Tôi vào các phòng bệnh để đọc kinh thánh cho các bệnh nhân nghe hoặc trò chuyện cùng họ. Đó thật sự là một giải pháp hữu hiệu để tôi có thể quên đi những rắc rối của mình. Và cũng là cách để tôi cảm ơn Thượng Đế. Chính điều tôi làm đã mang lại nhiều biến chuyển cho các bệnh nhân mà tôi đến thăm. Và có một lần, nó cũng đã cứu mạng tôi. One night, I came home at about 2 o'clock in the morning. As I began to open my door, a man came out from behind the side of my house and said, "Are you Les Brown?" I said yes, sir. Hôm đó, tôi trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Khi tôi vừa mới mở cửa, một người đàn ông chợt bước ra từ bên hông nhà tôi và hỏi, "Chị là Les Brown phải không?" "Vâng, đúng thế," tôi trả lời. He said, "I was sent here to carry out a contract on you." "Me? Why?" I asked. "Tôi đến đây gặp chị vì một thỏa thuận có liên quan đến chị," ông ta nói. "Liên quan đến tôi à? Tại sao cơ chứ?" He said, "Well, there's a promoter that's very upset about the money you cost him when you said that the entertainers who were coming to town were not the original real group. Are you going to do something to me?" I asked. Một nhà tài trợ đang rất tức tối vì số tiền hắn đã phải chịu thiệt khi chị tuyên bố rằng nhóm nhạc đến diễn ở đây không phải là nhóm thật. "Vậy anh định làm gì với tôi bây giờ?" tôi hỏi. He said, "No. I'll tell you why. My mother was in Grant Hospital and she wrote me about how you came in one day and sat down and talked to her and read scripture to her. She was so impressed that this morning disc jockey, who didn't know her, came in and did that." "Không đâu," người đàn ông phân bua. "Tôi sẽ nói cho chị nghe tại sao. Mẹ tôi đang điều trị ở bệnh viện Grant. Bà từng kể cho tôi nghe rằng chị đã đến thăm, trò chuyện và đọc kinh thánh cho bà nghe. Bà đã rất cảm động về một người vẫn thường giới thiệu ca khúc mỗi sáng trên đài phát thanh. Người không hề biết bà là ai, mà lại đến thăm bà." "She wrote me about you when I was in the Ohio Penitentiary. I was impressed with that and have always wanted to meet you. When I heard the word out on the street that somebody wanted to knock you off," he said, "I told them about you. About thoughts of my mother and others' patients in the hospital. After listening to me, they accepted to leave out everything and let you peaceful." "Bà đã viết thư kể tôi nghe về chị khi tôi còn đang ở trại giam ở Ohio. Tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng về những điều chị đã làm và rất muốn được gặp chị. Khi tôi tình cờ nghe được rằng có một người nào đó muốn ám hại chị, tôi đã kể lại tất cả về chị, về suy nghĩ của mẹ tôi và của những bệnh nhân trong bệnh viện. Sau khi nghe xong, họ đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện và để cho chị được yên." Les Brown